trong khi đó tại tỉnh quảng ngãi thì cho đến sáng ngày hôm nay quyền đảo lý sơn vẫn chưa thể thoát khỏi tình cảnh bị cô lập do biển động theo ban quản lý cảng Sa Kỳ thì đây là ngày thứ 6 tuyến vận tải khách Sa Kỳ và Lý Sơn buộc phải dừng hoạt động do vùng biển có gió mạnh cấp 6 cấp 7. 13 tàu vận tải khách trên tuyến đã không thể đưa khách ra vào đảo Lý Sơn. Dự báo tình hình biển vẫn chưa hết động nên nhiều khả năng trong những ngày sắp tới, huyện đảo Lý Sơn vẫn chưa thể thoát được tình trạng cô lập. Hiện lượng hành khách bị kẹt lại trên huyện đảo Lý Sơn không nhiều vì hành khách đã rời đảo từ vài ngày trước. Địa phương cũng đã chủ động trong khâu dự trữ lương thực, nhiên liệu nên đảm bảo phục vụ đủ cho người dân trong trường